mỗi ngày. Trà sữa, hoa đậu biếc, thơm ngon, giá diết. Mến chào các bạn khán giả đang theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Đầu tiên thì mình phải pha cái nước đậu biếc này, cho khoảng 10 đến 15 hoa đậu biếc này vào, tuấn chế khoảng 50ml nước sôi. Đây, vừa mới chế xong là lập tức ra một cái màu khác liền luôn. Quậy đều một tí cho cái hoa đậu biếc này nó được chìm xuống dưới. Bây giờ thì mình sẽ chờ bao lâu nữa thì mình sẽ được cái nước cốt của hoa đậu biếc? Mình chỉ chờ cái nước nó nguội đi là được á, Minh Tuấn. Thế Minh Tuấn biết làm sao mình chỉ cho 50ml nước này vào không? Chắc là tại vì mình cố gắng để mình làm cho cái màu nước nó thật là đậm đà đúng không? Đúng rồi. Các bạn lưu ý nha, chúng ta nên pha nước hoa đậu biếc đậm màu để tạo tầng rõ và đẹp. Tiếp theo thì mình sẽ lọc cái phần nước hoa đậu biếc này. Chúng ta cho 2 gói trà sữa Rosso Landy vào trong ly. Một cái cách rất là nhanh chóng để mình có được cái hương vị trà sữa truyền thống. Chúng ta sẽ cho vào 60ml nước thôi. Chúng ta sẽ khuấy đều. Nó đã hoàn tan hết nè. Anh Tuấn thấy nó thơm chưa? Rất là thơm luôn. Bây giờ thì mình sẽ chờ cho cái phần trà sữa này của mình nguội đúng không? Nguội bớt tí. Các bạn lưu ý nha, vì món nước chúng ta có pha thêm soda nè, nên chúng ta phải giảm lượng nước pha trà sữa đi để cân bằng vị. Nước đậu biếc cũng đã xong, trà sữa Royal Blendy cũng đã pha xong. Bây giờ mình ra ly luôn. Đúng rồi, mình vẫn. Đầu tiên là cho cái phần trà sữa này vào. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho nước soda vào. Vừa tạo thêm một tầng nữa, một thấy tầng. Không? Đó, mà lại vừa tạo cho cái thức uống của mình có thêm vị lạ nữa đúng không? Và sau cùng là nước hoa đậu biếc. Chúng ta lưu ý là chế nhẹ tay thôi. Để cho cái dòng nó chảy nó nhẹ nhàng, tạo một cái tầng lớp nó rõ ràng hơn nha. Và sau cùng là chúng ta trang trí một bông hoa đậu biếc lên trên. Trời ơi, như là một cái quán trà sữa chuyên nghiệp luôn mọi người ạ, có thua gì đâu. Đúng mà lại còn đặc biệt và vô cùng đẹp mắt nữa. Chúng ta có thể kết hợp cùng với pancake sô-cô-la nhân kem dâu để tạo thành một combo rất là hấp dẫn. Bây giờ Tuấn tưởng tượng nha, trà sữa của mình là hấp dẫn rồi đúng không? Mình có cái pancake sô-cô-la kem dâu, nó sẽ chua chua, nó kết hợp lại thì nó rất là hài hòa luôn. Còn quý vị nào mà chúng ta không biết cái công thức để làm thì mọi người đừng quên nhé, chúng ta có trang web món ngon mọi người chấm cơm, truy cập vào và cùng xem lại công thức. Ly trà sữa được xếp tầng tầng thành nhiều màu vô cùng đẹp mắt, có màu xanh lam của đậu biếc, màu vàng nâu của trà sữa. Vị của thức uống thì có vị trà ngọt mát quyện với một chút soda thơm nồng mát lạnh, thưởng thức là mê ngay.